Ô, ra trước là đi chừng nào đi? Đi liền luôn. Đi. Ông ngoại coi là mua bánh trái ra ngoài kìa, rồi bánh xe vô lớn xe không được. Cô Châu Loan à? À, cô Châu Loan ở ngoài Đắk Nông á. À, cô vô cô đây. À, đây. 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 Đi đây. Đi ra đây. 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 Nghe mà chơi người ta ám mộ mình, ta vô ta chơi đây. À, này vui này. Đây nè. Đó. Đây. Đây nè. Coi đứng ngay chân. Đó, chạy giờ đây nè, kiến cầu kiến. Không, không đi ra ngoài đi. À, đi ra ngoài đi, người ta chào má. Đây, mình nói gì mình cũng hỉ xả đi. Người ta cần nói chuyện nhưng mà mình với mình mà mình hỉ xả người ta đi. Có chuyện gì không quan trọng? Không, không có quan trọng, ra chơi ra ra đầu đường bên này nè. Đây. Chứ đâu có quan trọng gì đâu. Đi, đi ra ngoài. Đây. Ra chở xe đi. Người đó chờ ngoài kìa. Tao chờ quá. Đây. Tao chạy vô được mà hỏi chủ cốc đi sao vô. Không, không, người ta không cho. Ta không cho. Giờ phải người ta cho hỏi, người ta không cho mà. Đây. Để tối ra tí à? Để thôi làm phiền rồi. Đây, mới tối nè. Để sao đó? Đi ra ngoài chơi hồi vậy. Đi lên xe chạy qua chút xíu vậy. Đi. Ở chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ ra bàn trước nè. Chỗ cái đường đan đó. Ra được chỗ đường đan đó. Ta chào ngoài đường đan quá. À, chứ đâu bao giờ chợ ăn chi đâu. Đi chơi ra nó chuyển rồi chơi ha. Chứ đâu có chuyện gì đâu. Không, mà mấy chú đừng quay dưới tóc cái gì không? À, là ra ngoài không quay. Nói chuyện thôi à? À, nói chuyện mà. Nó có chuyện gì không? Không biết người ta là lại ta nói chuyện chơi rồi, thăm chút khỏe rồi. Ừ. Ừ, cũng như ta đi thăm mình. Bỏ thành phố thôi. Ờ, ngoài Đắk Nông á. Đắk Nông. Ừ. Đắk Lắk. Ừ, đúng rồi, Đắk Nông, Đắk Lắk, biết Đắk Lắk luôn vậy. Đây. Tôi đứng nghe Âu Kiến để tí. Đây, đi bước ra chỗ Âu Kiến không kìa, Kiến Căng, đi. Có mấy chú ra ngoài trước kia rồi. Ồ, người ta chờ tội nghiệp người ta. Từ Đắk Nông lên nó xa lắm đó. Rồi hỉ xải người ta đi. Người ta quá, người ta đông rồi, người ta từ ngoài Đắk Nông người ta vô tới đây đó. Đi. Đây nè, trời. Đây. Đây, xe chạy đi. Đi. Đi nè tía. Người ta chờ ngoài ngoài á. Đi nè tía. Hai chú đi ra trước đi rồi. Đã, không đi được luôn, chẳng có xe chở luôn nè. Có xe mình chở luôn. Rồi anh Hút mình ăn đâu. Chào ngoái á. Nó chào ngoái á. Không vô, không chở quá vô. Ta đi xe, đi xe bốn bánh á. Xe bốn bánh á. Đâu vô được đường này. Ừ, xe 16 chỗ sao vô được đường này. Xe bự mà. Phải xe nhỏ đâu mà vô. À, phải, ở. Thiệt á. Đây. Đi ngoái bên liền hả? Đây, đâu có gì đâu, dễ ra đâu. Đây. Đây. Thôi mấy anh mấy chú vô ra ngoài. Sao mà ở ngoài không chịu ngồi mà ngồi trong chỗ này nữa ta. Kỳ không. Đi tí ơi. Đi là năn nỉ mà bữa nay năn nỉ tí mà. Đó, bữa nay đi. Thì ra ngoài nói chuyện đồ tâm sự đồ không à, chứ đâu có gì đâu. Sao không đưa đồ ăn vô đây rồi, trong này ăn nói chuyện trong đây luôn, chở bà vô. Chở bà vô nói chuyện này luôn. Đi trong phút đi. Tôi điện đâu? Bây giờ tí không chịu đi rồi sao giờ? Ừ. Giờ nó không chịu đi rồi, nó điện đi. Rồi vô trong này nè. Hai chú ra ngoài rồi, từ từ vô, trở vô sao? Không có... Tí ngoài á? Tí ngoài á. Ừ. Có Phúc ngoài. Đây. Ờ quá trời mũi rồi tới đứng ngay chân Âu Kiến Giang luôn. Ừ, đấy. Thôi mà hôm nay đang nỉ rồi tí mà. Đây, đang xem đi. Đi nghe. Đi. Này đang nỉ à, mua đồ quá rồi đi ra ngoài đi. Đi đi tí. Thôi hồi nào giờ không biết đang nỉ rồi, bữa nay đang nỉ bữa rồi đi. Đấy, đấy mình đi ra ngoài đi chơi. Đi ra ngoài chơi hồi vô. Đi. Đi, bước từ từ đi. Chú ở đây. Ngay cái ổ Kiến Vàng kia nó cắn.
đây tránh ô vàng ra đi, tránh lần này chút xíu nè, đây bước lên đó này tránh ổ vàng ra luôn kìa, nguyên cái ổ kìa. Hai chú kia người ta vô 16 chỗ ở đâu đó, ở xe tới 16 chỗ đó, ngồi đó hỏi chủ khách nó dẫn sao vô mà. Ừ, chủ khách à. Ủa con gì á? Ok à, chim làm hết hộp chim lạ quá, quá lạ. Từ sao đây giờ có điện nó không được hay đâu, đâu là đâu vậy vậy trời ơi, nó nói là đâu vậy vậy kìa. Ừ, muộn quá trời ơi. Ai chú ra ngoài rồi coi chừng chú. Coi chừng đâu vậy vậy đó. Ừ. Hai chú ra ngoài. Người sao đi ông đây? Không biết đi mấy tao chào mấy kìa. Ở đâu? Cô đó ở đâu? Ở ngoài Đắk Nông ấy, vô đây. Hello. Thăm đại này rồi. Hello. Đậu ngoài cái bao mấy kìa. Dạ. Không ai chú ra ngoài đi. Rồi, rồi trong 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 cái vụ tre là như thế nào đây? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Người ta thấy thầy đứng vậy, nhưng mà da có ở trên đó người ta che cho thầy. Vậy hả? Ồ, mấy cô lỗ đèn luôn em, gọi điện thoại mới thấy luôn á. Vậy hả? Mới tính được đâu hả? Mới tính được đâu. Vậy hả? Vậy là có người che dù hả? Vậy để thấy luôn hả? Không, chắc mới tính được đó. Rồi. Vậy hả? Ơi tính gì đâu, chắc không có đâu. Trời ơi. Trời ơi, mày quay vô tiếp kìa kêu vậy. Nói tính gì đâu. Vậy hả? Không có đâu. Không, cái này để nói mấy Quỳnh nó không đi chơi được. Ờ. Để nói chỗ em, để nói cho mấy Quỳnh biết theo. Ừ. Thầy kéo thôi cho thầy đi. Ừ. Ai muốn ăn gì cứ mua cho thầy đi. Dạ. Yeah. Ờ, nó thiệt á. Cái này nói đâu dân chơi được. Cái nào nó lên trời được, nó lên trời được. Ừ, ghê thầy. Ủa, thấy ổ đạo không? Ừ. Thấy ghê là trên đỉnh đầu thầy á. Dạ. Có đó, dạ, ừ, bảo đảm chắc có hai gì đó mà không cho. Thấy cái dù. Ừ. Ừ, thấy ổ luôn. À, nổi dạ, nó dạ cục luôn. Dạ. Ừ. Giờ thì để thấy cái gì để nói cho huynh rồi mấy huynh tự mà chơi. Ờ, phải lo cho thầy nha. Ờ, lo cho thầy đi. Thầy đó, chứ không phải những chơi nha. Cái yeah. Này là nốt, cái này nó dẫn dẫn chứ đó thiệt đó. Ừ. Rồi, 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 có quay gì là thế. Dạ, dạ. Dạ, 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 tắt máy à. Được, bị tí nó có 21 tuổi mà thầy cái gì. 21 tuổi mà thầy cái gì. Dạ, dạ. Rồi tí họ gì đợi tí. Trần Văn Tý. Trần Văn Tý, Trần thì đổi rồi Trần thì. Trần Văn Tý có chuyện gì? Thì, người ở dưới xa lại. Ừ. Mình đến đây gặp phải vô tới chỗ với trình tới chỗ chứ để đâu mà tới đây trình mới được chứ. Chứ đâu ở ngoài được. Đâu có chịu đâu. Thấy ra gì hai người. Ừ. Thì muốn muốn gặp đệ tí thì phải vô tới chỗ gặp chứ đâu có đệ tí đâu ra được đâu phải không? Hình như chắc chắn nhấn nhấp không biết cái gì đây. Muốn nói gì đây? Không, đâu có chuyện gì đây chứ. À, muốn nói gì đây? Trời. Trời nhắc có duyên. Có duyên hả? Ừ, có duyên. Mà ý sao mà để tí không đi ra mà kia gặp ha? Hay là để cho người đó vô? Người đó phải vô đây trình nữa chứ. Cứ... chứ đâu có mà muốn nói gì đâu. Phải không đệ tí? Hồi nãy đi xe vô luôn được ha. Ừ. Hồi nãy giờ vô nãy tới đây là được rồi. Đã cái cơ mà sắp xếp đâu được đâu. Đúng rồi, đâu muốn, ừ. Muốn không được. Muốn không được. Bây giờ ông à, giờ ông đứng đây giờ mà lấy máy bay là rước ông chưa đi nữa. Phải không đi tí? Chết.
Máy bay giờ rước con được đó, vậy đừng nói mãi. Chứ đừng nói mà đi bộ vô ngoài xe hai bánh hả? Ừ. Quá trời mũi rồi. Giờ cắn giờ hai giò ngứa cho người đại tí ơi. Giờ đi ra ngoài đứng rồi đại tí ơi. Đây. Ra ngoài đứng. Đi ra ngoài đứng để mũi cắn bằng này quá. Chạy vô luôn hả trời. Ừ. Đi luôn rồi đi ra ngoài này chỗ đi. Xe này nè. Đi đây. Đi ra chỗ xe đó đậu đó. Đi ngoài đi cho đi. Hai chú tóc là mình đâu quay vô tức được chú. À thì tối rồi đâu quay đâu. Ừ, rồi. Rồi tắt nè. Rồi ngưng tắt nè. Đó. Không quay nữa nè. Nè ngưng rồi nè. Đó, bấm lên dừng rồi đó, đi. Rồi, đi, bấm lên dừng đi. Không, đứng rồi rồi tí. Ừ. Xe vô tới rồi tí ơi. Giờ ra ngoài này đi, ra ngoài này. Bây giờ đang nghỉ hết sức nghỉ, bây giờ đi ra ngoài này mới ra theo. Mình nhờ nó tắt luôn túp á. Không mới hoan hỉ mới đi ra đó. Vô chưa? Vô. Đây, đi ra ngoài này là cho không có mũi. Giờ này cho trống nè đây. Đây. Đi ra đó cho không có mũi. Ừ. Lạ nha. Cái trời mưa á, trời nắng á thì ra ngoài đứng mưa, ra ngoài đứng là chừng nào trời mát là vô trong này nè. Lạ. Trời mát trời mà đi vô trong cái ba cái gầm. Ừ. Còn trời mưa thì đi ra ngoài nắng, dưới nắng đi ra ngoài nắng chơi. Ừ. Tối này chắc ở đây ngủ với đại tí luôn á. Tối tối vô trong chú bà, kéo chú bà ngủ. Ừ. Chứ đâu ngủ được rồi. Ừ. Ta mình hỏi. Ừ. Hỏi đi cho, không cho. Không có. Trong tóc á. Thì người ta cho mình ở thì mình ở, nếu người ta không cho mình ở thì mình đi vô khác ha. Ừ. Vô cuộc là người ta chở không? Có rồi chứ, có cây vô cốc tu quá trời luôn. Gì? Mà mình không chịu, mình ra ngoài khóc nữa. À, cũng như là đậy lồng vòng ngoài cổng ha. Con cõi hết không tắm rồi. Ông cởi áo rồi tắm luôn ha. Để tí. Quá dơ. Túi với sình. Người ta vô đây chạy xe vô thôi nhé. Bị gì xe muốn bánh á, đường khó chạy á. Tôi chạy lẹ được. Chạy lê gai gì. Nó chạy hù máy đó thấy chưa. Có tiếng xe vô đó.